Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 24 tây tháng 6 năm 2014. Chúng tôi đang có mặt tại Hội trường Bộ Quốc phòng ở số 7 đường Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. Hôm nay là ngày bế mạc của phiên họp Quốc hội. Hiện nay là hơn 8 giờ rưỡi, các đại biểu Quốc hội đang tranh thủ chia tay với nhau để hôm nay là ngày cuối cùng mọi người sẽ trở về mọi địa phương. Bắt đầu 9 giờ sẽ có buổi bế mạc Quốc hội, và buổi bế mạc này cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trong ngày hôm nay cho toàn thể dân chúng Việt Nam xem. Kỳ họp Quốc hội thì theo cái quy định nó bàn những vấn đề, trước hết là của những vấn đề liên quan đến cái thời gian giữa hai kỳ họp, và nó thực hiện những cái chức năng quan trọng nhất là vấn đề xây dựng luật pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. Cái kỳ họp Quốc hội này theo tôi có 3 cái điều mà cá nhân tôi cũng như cử tri quan tâm. Thứ nhất là cái kỳ họp đầu tiên sau khi hiến pháp đã được sửa đổi. Muốn nói gì thì hiến pháp sửa đổi rồi cũng đề cập nhiều hơn và đặt đúng cái vị trí của cái quyền con người. Cho nên trong cái chương trình xây dựng luật ấy, thì chúng ta thấy rằng là những cái luật nào liên quan đến quyền con người, ví dụ quyền biểu tình, hội họp, lập hội hay là trưng cầu dân ý, từng bước đã được đưa vào cái chương trình. Nó khắc phục cái tình trạng là luật treo hay hiến pháp treo tồn tại được rất lâu trên lĩnh vực này. Trong nội dung đại biểu chất vấn tại cuộc này, bên cạnh những vấn đề bức xúc đã rõ và cần thực hiện ngay, còn có những vấn đề lớn cần phải có lộ trình thực hiện. Vì vậy, đối với những vấn đề có thể thực hiện ngay, nghị quyết xác định cụ thể nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và thời hạn báo cáo Quốc hội. Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, cần có thời gian, sự phối hợp của nhiều bộ, ngành hữu quan, nghị quyết xác định mục đích, yêu cầu để trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành, sửa đổi các chính sách và có kế hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chuẩn bị kỹ các cái nhóm vấn đề chất vấn để có được nội dung sát hợp hơn. Tiếp tục chỉ đạo việc theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn để báo cáo Quốc hội. Có ý kiến đề nghị nghị quyết cần nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội để chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chính phủ, các bộ ngành. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy Chính phủ, các bộ ngành đã có nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo được chuyển biến nhất định trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đất nước. Bên cạnh đó, những tồn tại hạn chế cũng đã được các vị đại biểu Quốc hội phát biểu phân tích trong các phiên thảo luận về kinh tế xã hội. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được thể hiện trong dự thảo nghị quyết thông qua việc giao nhiệm vụ cho Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục rà soát, thực hiện những nhiệm vụ tiêu chí chưa đạt được tại các nghị quyết của Quốc hội để chất vấn và trả lời chất vấn, kỷ cương bảo vệ chủ quyền, đầu tư cho ngư dân, vân vân. Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực.
Các yêu cầu này đã được đưa vào các lĩnh vực cụ thể trong dự thảo nghị quyết. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho phép không quy định phần riêng về yêu cầu đối với chính phủ. Ngoài ra, một số ý kiến có ghi cụ thể về câu, về chữ, kỹ thuật văn bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, trên đây là báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Vâng, xin cảm ơn trưởng đoàn thư ký kỳ họp của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Xin kính mời ủy viên đoàn thư ký kỳ họp, phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa Quốc hội, theo sự phân công của đoàn thư ký, tôi xin phép được trình bày dự thảo nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Quốc hội nghị quyết số 2014/QH13, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật hoạt động giám sát Quốc hội số 5/2013/QH11, nghị quyết số 07/2022/QH11 ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội. Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13, quyết nghị 1. Quốc hội ghi nhận cố gắng của chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các cơ quan của Quốc hội, chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức cơ quan trong việc tập trung giải quyết trả lời 2.268 kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Quốc hội yêu cầu chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình khẩn trương nghiên cứu trả lời 2.216 kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Tiếp tục rà soát thực hiện những nhiệm vụ tiêu chí chưa đạt được tại nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. 4. Lần chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chánh án tòa nhân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan tổ chức cơ quan, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Xin mời đề nghị phòng máy chuẩn bị để Quốc hội biểu quyết. Xin kính mời các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13. Thưa Quốc hội, có 482 vị đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bằng 96.79% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu Quốc hội tán thành 479 bằng 96.18%. Số đại biểu Quốc hội không tán thành 1 bằng 0.2%. Không biểu quyết 2 bằng 0.4%. Xin cảm ơn Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7. Xin kính mời Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phần nội dung tiếp theo của chương trình phiên họp. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Uông Chu Linh. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa Quốc hội, thực hiện sự phân công của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tôi tiếp tục điều hành phiên họp sáng nay. Ngày 17/6/2014, đoàn thư ký kỳ họp đã gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 đối với đề nghị giảm chỉ tiêu 90% hộ cận nghèo có bảo hiểm y tế xuống còn 80% và giảm chỉ tiêu 80% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xuống còn 70%. Tiếp theo, xin mời đồng chí Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, thành viên đoàn thư ký sẽ trình bày dự thảo nghị quyết để Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua. Theo sự phân công của đoàn thư ký, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ thị trường phù hợp với đặc điểm vùng nhằm thu hút doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Như vậy, tất cả các vị đại biểu có mặt tại kỳ họp này đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Cho đến giờ này, các nội dung của chương trình kỳ họp Quốc hội đề ra đã hoàn thành. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các vị đại biểu Quốc hội cùng các vị khách quý, thưa đồng bào chiến sĩ cả nước, hôm nay sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7. Quốc hội đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và những tháng đầu năm 2014. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận sâu sắc, toàn diện và đề ra nhiều giải pháp quan trọng, tích cực. Kính thưa Quốc hội, với tinh thần khẩn trương triển khai thi hành hiến pháp mới, công tác xây dựng pháp luật được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp. Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành hiến pháp. Quốc hội đã dành thời gian thảo luận cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2015 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Kính thưa Quốc hội, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra trong lúc tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Với ý đồ lấn chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông bị đe dọa nghiêm trọng. Kính thưa Quốc hội, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 đã thành công tốt đẹp, được đồng bào cử tri cả nước đón nhận, tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí. Thank you.
những cái tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội trong cái phiên bế mạc hôm nay sẽ cũng là cái tiếng nói của cái cơ quan đại diện cao nhất cho quyền lực của nhân dân. Và cái tinh thần của cái tuyên bố này sẽ trở thành một cái tinh thần chỉ đạo xuyên suốt trong hoạt động của tất cả các cá nhân, các cái tổ chức trong những cái nỗ lực để bảo vệ cái chủ quyền của đất nước ta, cũng như nỗ lực để xây dựng một cái nền kinh tế độc lập tự chủ vững mạnh để có thể phát triển bền vững, để có thể đương đầu với mọi cái khó khăn thách thức trong tương lai.